Thuận Thiên Thừa Vận, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 7 âm lịch, vận khí lên hương, may mắn đủ đường, tiền bạc phủ phê, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, khó khăn, thất bại, thậm chí là phá sản, nợ nần là điều mà ai trong chúng ta cũng đều trải qua ít nhất một lần trong đời, có đúng không ạ? Chẳng có ai sống mà được thập toàn thập mỹ cả, hạnh phúc luôn song hành với mất mát và khổ đau, thành công luôn phải trả giá bằng nỗi tủi nhục, đắng cay, chẳng biết chia sẻ cho ai. Thế nhưng, đi quá nửa chặng đường đời rồi nhìn lại, ta lại thầm cảm ơn. Những biến cố ấy đã giúp ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn gấp bội, giúp ta trở mình và có được như ngày hôm nay, giúp ta chẳng còn sợ hãi trước những giông bão của cuộc đời, hiên ngang vượt qua để nhận lấy những thành quả cho riêng mình. Trong lá số tử vi mới nhất của 12 con giáp, các thầy tử vi đã tiết lộ rằng, trong tháng 7 âm lịch sắp tới, người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nhờ được phúc tinh cao chiếu, mang tới vận khí may mắn ngút trời, làm gì cũng mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, công việc thuận lợi không ngờ, tiền bạc cõng nhau chạy thẳng vào két sắt, vận khí lên hương, cuộc đời sang trang mới. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Thận Thiên Thừa Vận, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 7 âm lịch, bề trên ban phúc, gặp hung hóa cát, chúng lớn phát tài, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Tuổi Giáp Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống, họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình, họ không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất cứ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Giáp Dần lại giải quyết rất nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào, họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối và khổ cực. Tuổi Giáp Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do, nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc, bạn sẽ thấy rằng thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Giáp Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến đi du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan, yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói, hồn nhiên không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Những người này khá hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí, không có kế hoạch. Bởi vậy, tuổi Giáp Dần nhiều lần gặp phải túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình, muốn nhận được sự tán dương, khen ngợi của mọi người. Ngay từ khi sinh ra, người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực, vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi. Tuổi Giáp Dần sẽ không chịu thua kém, khuất phục bất kỳ ai. Bình thường những người này khá hài hước và hiền lành, nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên, tuổi Giáp Dần sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng đó đã là bản chất, tuổi Giáp Dần khó có thể khắc phục được. Tuổi Giáp Dần khi hứa điều gì nhất định họ sẽ thực hiện, dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối, cũng sẽ không bỏ cuộc, họ đặt danh dự uy tín của mình lên hàng đầu. Bởi vậy, tuổi Giáp Dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và yêu quý.
Trong cuộc sống họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Phụ nữ tuổi Giáp Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi Giáp Dần còn rất thông minh và tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình. Họ thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi Giáp Dần có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi Giáp Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Vì thế, họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm, tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc ỷ lại vào ai. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi Giáp Dần là đa nghi, không tin tưởng người khác. Những người tuổi Giáp Dần khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa, càng trưởng thành họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì tuổi Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Điều mà những người tuổi Giáp Dần phải mất cả đời để học, đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc tuổi Giáp Dần chán nản, buồn phiền. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, cục diện tương xung thái tuế, gây không ít khó khăn cho người tuổi Giáp Dần trong tháng này. Vận trình giảm sút mạnh mẽ, điềm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều trở ngại cho bản mệnh. Công việc đối diện nhiều trở ngại, áp lực nên thăng trầm bất ổn, có những hạng mục tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng lại trục trặc giữa chừng nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Có thể nói, trong tháng này dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh, nếu bạn không kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh, dù nhiều áp lực, thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn có. Quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời để mưu cầu đại sự hay không. Trong tháng, tuổi Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao rình rập, tài vận giảm sút đáng kể. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ. Nếu đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm hụt, nhắc nhở bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với điềm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình hình kinh doanh buôn bán không lý tưởng, sức cạnh tranh ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông, trì trệ. Phương diện tình cảm trong tháng cũng gặp không ít vấn đề. Tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có cải thiện, cả hai ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, khiến tình hình thêm căng thẳng. Về sức khỏe, người tuổi Giáp Dần hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn, nhưng vì áp lực tinh thần nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, bạn nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Giáp Dần. Về sự nghiệp, đây sẽ là một tháng khá vất vả với con giáp này, do đương đầu tương xung thái tuế, vận trình hung nhiều hơn cát, giảm sút mạnh mẽ, mưu sự khó khăn, bản mệnh sẽ cần phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác mới có được thành quả tốt đẹp. Tháng này, công việc của những chú hổ đối diện với nhiều trở ngại, áp lực nên thăng trầm bất ổn, có điềm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều trở ngại cho bản mệnh. Bạn cũng phải đảm đương nhiều công việc cùng lúc, luôn phải tất bật, chạy ngược chạy xuôi, lo toan mọi việc, nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều, bản thân có phần thua thiệt. Có những hạng mục tưởng chừng sắp hoàn thiện, nhưng lại trục trặc giữa chừng, nên buộc phải tạm dừng, do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Có thể nói, trong tháng này, dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh, nếu bạn không kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tháng này, bản mệnh tốt nhất nên mưu sự kín đáo, làm việc gì cứ lẳng lặng mà làm, đao to búa lớn sẽ càng sóng gió.
càng hút tiểu nhân quấy phá, hành sự thật khéo léo và thận trọng, có như vậy mới tránh được những hung hiểm từ bẫy của tiểu nhân. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng thiếu sự hài hòa, tuổi Giáp Dần nên tiết chế cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác, kẻo rước họa vào thân, làm phúc phải tội. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh, dù có nhiều áp lực thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn có, quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời và đủ quyết tâm để mưu cầu đại sự hay không. Nhưng vẫn phải đợi tới những ngày cuối tháng thì vận trình mới có cải thiện đáng kể, may mắn trở lại, công việc của bản mệnh lúc này hanh thông hơn. Thời điểm này bạn nên vận dụng khả năng lên kế hoạch cũng như sức sáng tạo của mình để sớm cải thiện tình hình. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 7 năm 2023, người tuổi Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao hung tinh rình rập, tài vận giảm sút đáng kể, tiền vào túi rồi lại đi ngay, tài khí hao hụt nghiêm trọng, khó kiểm soát. Mặc dù cật lực làm việc, song chưa chắc thu về thành quả xứng đáng do nhiều nguyên nhân, trong khi các nguồn thu không tăng, thì các khoản chi ra lại quá nhiều, khiến việc chi tiêu mất cân đối, có người còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này, đập chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Đầu tư tại thời điểm này cũng không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục mang tính mạo hiểm, cần lượng sức mà rút lui hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ nếu đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm hụt. Tử vi tháng còn nhắc nhở, mệnh chủ cũng cần phải cẩn thận với điềm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tiền bạc do cục diện tương phá ảnh hưởng. Tình hình kinh doanh, buôn bán không lý tưởng, sức cạnh tranh ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông trì trệ. Có lẽ do đây là tháng cô hồn, nên đây cũng là xu thế chung của thị trường, bản mệnh không cần quá lo lắng. Phi tinh tháng, có cặp cát tinh bát bạch và lục bạch, đồng cung ở trung cung, phương vị này trong nhà hay trong phòng nên thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ để tạo nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí vượng. Ngoài ra, tuổi Giáp Dần có thể đạt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền tại đây để thu hút tài khí, nhờ vậy công việc làm ăn kinh doanh càng thêm thuận lợi. Về phương diện tình cảm, xem tử vi tình duyên tháng 7 năm 2023 âm lịch của người tuổi Giáp Dần, chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này khá rối ren do chịu tác động từ cục diện tương phá. Mong cầu hạnh phúc tưởng chừng đơn giản, nhưng với con giáp này, mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhiều cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt, đổ vỡ, thậm chí là xuất hiện người thứ ba. Nếu không sớm tìm cách khắc phục, tình cảm sẽ rất khó cứu vãn, có thể mất nhau mãi mãi. Có chuyện gì thì hai người cũng nên thẳng thắn tâm sự với nhau để cùng nhau tìm cách tháo gỡ vấn đề, cải thiện tình hình hiện tại. Tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có cải thiện, cả hai ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, khiến tình hình thêm căng thẳng, nguyên nhân bắt nguồn từ những sự nghi ngờ ghen tuông, xung đột về tiền bạc, chuyện con cái, dù thế nào đi nữa nếu không nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề và cách để khắc phục, e rằng hôn nhân sẽ rạn nứt. Theo cửu cung phi tinh, phương vị đào hoa trong tháng là ở phương chính Tây, bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi ở khu vực này. Để kích hoạt nhân duyên vượng, thúc đẩy tình duyên thuận lợi, nên nhớ thay hoa trước khi bị héo úa để tránh gây phản tác dụng. Về mặt sức khỏe, nhờ có nguyệt lệnh lâm trường sinh nên sức khỏe người tuổi Giáp Dần khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn. Nhưng vì áp lực tinh thần, công việc bận rộn nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, bạn nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của âm sát, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ, lại thêm ảnh hưởng từ âm khí của tháng cô hồn. Bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng, nhất là khi tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, đi đứng thận trọng. Chú ý giữ tỉnh táo khi điều khiển phương tiện giao thông, tránh xuất hành đi xa. Nếu đi xa, gặp miếu điện, chùa tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần này, vận trình của người tuổi Giáp Dần khá bình ổn, dù hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, song tình hình không quá nghiêm trọng. Bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống, kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của bạn. Nhất là khi ngay từ đầu tuần đã có sự nâng đỡ của tỷ kiên, những chú hổ sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân. Cát thần này cổ vũ, động viên cho con giáp này rất nhiều, chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, bản mệnh được chính tài nâng đỡ,
thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Thời gian này cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó, có những nguồn thu đều đặn giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn có triển vọng trong tương lai gần. Sao Thái âm nâng đỡ cho vận trình tình duyên cho tuổi Giáp Dần, đào hoa nở rộ, tình duyên khởi vượng, nhất là nữ mệnh, đã cảm thấy an lòng hơn khi đối phương có những biểu hiện rất tích cực trong chuyện vun vén hạnh phúc của hai người. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Mùi, màu sắc may mắn, cam, xanh lá, con số phát tài, 91, 24, 60. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần của 12 con giáp có Thái Dương trợ giúp, người tuổi Giáp dần trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao. Công việc vượng nhất ở thời điểm giữa tuần, thiên ấn cho thấy bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Đây cũng là lúc thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Kiếp tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay, nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng chủ quan với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người làm mất tiền. Về tình duyên, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, vào tháng 7 năm 2023. Cuộc sống gia đình không mấy tốt đẹp, dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng Giáp Dần tính tình nóng nảy, nhiều chuyện vẫn không thể nhân nhượng, khoan dung, cãi vã với bạn đời vì những chuyện vụn vặt. Trong cơn tức giận, Giáp Dần thậm chí có thể dễ xảy ra bạo lực gia đình. Về phương diện này, Giáp Dần cần phải quan tâm và chú ý quản lý cuộc sống hôn nhân của mình nhiều hơn. Quý nhân, Tỵ, Hợi, tiểu nhân, Thân, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, tím, con số phát tài, 23, 96, 47. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Bị sao Thái Tuế xung chiếu, người tuổi Giáp Dần có điềm báo xui xẻo khá lớn trong tuần này. Công việc dễ gặp trục trặc, dù bạn đã cẩn thận lên kế hoạch từ trước, vẫn khó tránh được các tình huống bất ngờ phát sinh. Một phần cũng bởi con giáp này đã đôi phần chủ quan, nên để xảy ra lỗi không đáng có. Hung tinh này còn có thể gây ra những tai nạn, sự cố trong cuộc sống mà bạn không thể lường trước được. Khi tiến hành bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa, bạn cần phải giữ tỉnh táo và chú ý an toàn. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều điều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt được những ảnh hưởng xấu. Đầu tuần, tài lộc cực vượng, thực thành nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền, con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dày ví của mình nhanh chóng. Có điều, kiếp tài hung tinh rình rập ngay sau, cảnh báo bản mệnh phải chi tiêu có kế hoạch, kẻo tiền có cao như núi cũng chẳng mấy mà cạn kiệt. Tình yêu giữa những chú hổ và người ấy không có nhiều bước tiến triển trong khoảng thời gian này, đôi bên còn bận rộn với vô khối dự định và lý tưởng của bản thân, nên có phần thiếu quan tâm, chăm sóc với nhau, chỉ duy trì việc chuyện trò thăm hỏi theo công thức mỗi ngày. Quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tuất, Hợi, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số phát tài, 89, 45, 13. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tuần mới, người tuổi Giáp Dần được thiên đức cát tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp, dù có khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách ổn định. Con giáp này cần phải tập trung hơn vào công việc của mình, bởi lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hiện có nhiều tác động cho thấy bạn đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy nữa nhé. Thế nhưng, dường như đây không phải là thời điểm thích hợp cho những kế hoạch phức tạp, những nhiệm vụ quá to tát, hãy cứ dành sự ưu tiên cho những thứ sẵn có nền tảng chắc chắn. Còn những lý tưởng cao xa hơn thì cần dành thêm thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu, để tránh rủi ro không đáng có. Cũng may trong tuần này, những hành động của bản mệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tài chính. Thiên tài xuất hiện cho thấy, thu nhập của tuổi Giáp Dần khoảng thời gian này không tồi. Song từ giữa tuần trở đi nên thắt chặt chi tiêu, nếu không muốn tay trắng lại hoàn trắng tay. Tuần này, vận trình tình cảm của mệnh chủ có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu, cuộc sống vợ chồng vẫn đang loay hoay với những cãi vã, khúc mắc chưa thể giải quyết. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Tý, Mão, màu sắc may mắn, đen, tím, con số phát tài, 36, 17, 98. Quý tín chủ tuổi Giáp Dần thân mến, ngày sinh là một trong tứ trụ,
bao gồm giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh tạo thành bát tự, phản ánh cuộc đời và số mệnh của một người. Chính vì vậy, nếu sinh vào ngày tốt, sẽ góp phần làm cho mệnh cách sáng sủa, hanh thông hơn. Ngày sinh đại cát của người tuổi Giáp Dần là những ngày hứa hẹn nhiều điều may mắn của con giáp này. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những ngày sinh âm lịch may mắn nhất của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 trong tháng 7 âm lịch. Thần tài ban phát tài lộc, gặp thời cơ lớn, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền thu về vượt xa sức tưởng tượng. Hãy đón xem đâu có phải là ngày sinh của mình hay không quý vị nhé. Người tuổi Giáp Dần, sinh ngày mùng 2 âm lịch. Tuổi trẻ rất tốt, trung vận bình thường, ưu điểm là hiền lành, hài hòa, quan hệ xã giao tốt, có quý nhân giúp đỡ. Khuyết điểm là không được cha mẹ đỡ đần, tay trắng lập nghiệp, tự mình tạo dựng thành công. Người tuổi Giáp Dần, sinh ngày mùng 7 âm lịch. Phúc lộc song toàn, tuổi trẻ bi thương, nhưng từ trung vận sẽ tốt lên, được người khác tiến cử nâng đỡ, gia vận hạnh phúc. Tuổi Giáp Dần sinh ngày mùng 10 âm lịch. Nam thanh nữ tú, một đời gặp nhiều quý nhân, ít tiểu nhân, người tốt nâng đỡ, nên tính toán chuyện gì cũng thuận, sinh cơ lập nghiệp. Đặc biệt, nữ mệnh hiền lành, tốt bụng hay thương người nên tốt số. Người tuổi Giáp Dần sinh ngày 18 âm lịch. Có đường nhân duyên tốt, nam cưới được người vợ tốt, có tài, có đức, phúc lộc song toàn. Tuổi trung niên, con đường phát triển không lớn, nhưng chậm rãi hưởng phúc, nữ mệnh còn tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Giáp Dần sinh ngày 19 âm lịch. Thông minh, cơ trí, hiểu lễ nghĩa, giữ chữ tín, làm việc thật thà, chắc chắn tuổi trẻ bình thường, tới trung vận bắt đầu phát tài phú, có được danh lợi. Tuổi Giáp Dần sinh ngày 20 âm lịch. Có tính cách trung hậu, thích làm việc thiện, tiền vận không thuận, chìm nổi bất định có tiểu tam, nhưng trung vận bắt đầu khá hơn, hậu vận an nhàn. Người tuổi Giáp Dần sinh ngày 24 âm lịch. Là số mệnh khổ trước, sướng sau, tuổi trẻ bôn ba vất vả, nhưng trung niên đổi vận thành công trong tầm tay, danh lợi đều đầy đủ, có thể đạt được mục tiêu lâu dài. Tuổi Giáp Dần sinh ngày 25 âm lịch. Tuổi trẻ khổ cực, nhưng trung niên đổi vận, danh lợi song hành, là số mệnh trước khổ, sau sướng. Tuổi Giáp Dần sinh ngày 29 âm lịch. Gia đình không hạnh phúc, không gắn bó với người thân, xa quê lập nghiệp mới thành công, người này cuộc đời gặp nhiều quý nhân. Tuổi trẻ bình thường, trung vận chuyển biến, tới hậu vận thì hưng, gia cảnh càng ngày càng thịnh vượng. Người tuổi Giáp Dần sinh ngày 30 âm lịch. Không có cha mẹ làm chỗ dựa, vợ chồng tương khắc nên lập gia đình muộn mới cát tường. Con người biết cố gắng vươn lên vượt thoát khỏi nghịch cảnh, theo đuổi con đường kinh doanh cũng có điểm tốt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.